Huyết áp mình hiện tại vẫn 170 trên 116 là nó cũng khá cao á. Cái này mình sẽ lên giường mình thử coi nó có bớt không. Mình đo xuống chừng 2 phút sau thì mình xuống coi nó xuống không ha. Tháo máy đi. Rồi, mời cô nằm lên giường ha. Hiện tại giờ 170 trên 116. Rồi, cô nằm xuôi xuống thoải mái ha. Rồi. Bác sĩ có hướng dẫn cho cô tập thở chưa? Có rồi, dạ, da bây giờ. nó hết cái vụ nóng rồi. Dạ, nó đỡ ha. Hết cái đó rồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ tập thở trong vòng 2 phút thôi để coi thử về cái huyết áp mình nó như thế nào. Chắc nhờ cô rút cái này. Hiện tại bây giờ sau 10 hơi thở của mình, huyết áp mình còn về 150 trên 90, hồi nãy là 107 trên 101 ha. Hiện tại giờ thấy thở của mình nó rất có hiệu quả nha. Rồi, cô nghỉ chút xíu, bác sĩ sẽ khám cô tiếp ha. Dạ rồi.